Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chiếc xe Hyundai Creta. Nó cũng là chiếc xe rất hot ở thời điểm nó ra mắt. Chiếc xe Hyundai Creta này thì nó có cảm biến áp suất lốp zin, 4 van là 4 van cảm biến áp suất lốp. Tuy nhiên nó không hiển thị thông số ở đâu cả, trên màn hình không có thông số. Và khi mà lốp non hơi thì nó chỉ hiển thị cái logo hình móng ngựa. Nhưng đây, thông số cảm biến áp suất lốp hiển thị rất rõ ràng cả 4 bánh. Và tôi tin rất nhiều chủ xe Hyundai Creta sẽ mong muốn điều này. Và bây giờ tôi sẽ thử xì hơi xem cái hệ thống này nó hoạt động như thế nào. Áp suất lốp đã cảnh báo và trên màn hình có thể nhìn thấy rõ vị trí lốp non hơi. Làm sao để hiển thị được như vậy? Thì đây, quý vị sẽ cần một bộ cảm biến áp suất lốp I3H dành riêng cho Hyundai của IK và một Android Box Eleview D5. Vậy thì làm sao mà để có thể hiển thị như vậy? Thì các bạn đầu tiên là các bạn sẽ phải lắp cái bộ áp suất lốp này vào trong xe và cắm cái Android Box của IK vào xe của mình. Sau đó các bạn vào cái IK App Store này. IK App Store, tìm cái phần mềm là IK TPMS cài. Đây là tôi đã cài xong rồi. Đấy, sau khi cài đặt xong ấy, thì ở trên giao diện trang chủ nó sẽ có cái giao diện như này. Thì các bạn ấn vào cái biểu tượng của cảm biến áp suất lốp, sau đó vào cài đặt, chọn thiết bị là I3. Chọn thiết bị là I3 và ấn ghép lối TPMS, sau đó chọn kết nối. Sau khi mà màn hình đã kết nối xong thì nó có hình xanh như này. Một option khác là quý vị có thể lắp màn hình Android Eleview của IK từ bản Deluxe trở lên thay cho Android Box Eleview D5 thì cũng có thể hiển thị được áp suất lốp ở trên màn hình. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể xem trên điện thoại. Thì các bạn mở phần mềm IK Bluetooth VTTPMS, sau đó ấn ghép Bluetooth, chọn là TPMS này, nó hiện connected là được. Thế sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy bốn thông số của bốn lốp ở trên điện thoại. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu một bộ sản phẩm bao gồm cảm biến áp suất lốp I3H và Android Box Eleview D5 sẽ giúp cho những chủ nhân của những chiếc xe Hyundai Creta có thể xem được thông số áp suất lốp của mình ở trên màn hình. Quý vị và các bạn cảm thấy cái sản phẩm của IK như thế nào? Nếu quý vị và các bạn thấy có ích, xin cho chúng tôi một like, share, comment trên video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.